Quý vị thân mến, hôn nhân cận huyết trực hệ cỡ 3 đời liên tục thời nhà Trần chỉ có, triều Trần mới có. Đến thời nhà Nguyễn thì thành đại kỵ, con cháu họ Nguyễn Phúc, tôn thất, tôn nữ còn chẳng được lấy nhau dù cách hàng chục đời. Theo lịch sử ghi chép lại, suốt 12 đời vua Trần đều duy trì chính sách hôn nhân nội tộc. Thống kê có khoảng 35 cuộc hôn nhân như vậy, nhưng con cháu sinh ra từ các cuộc hôn nhân cận huyết lại rất thông minh. Cùng tìm hiểu chi tiết chuyện này trong video ngay sau đây của chúng tôi. Vì sao nhà Trần chỉ kết hôn trong họ? Ngoại thích là vấn đề đáng lo ngại trong các triều đại phong kiến xưa. Nhà Lý triều chính tan nát bởi dấu ấn ngoại thích từ dòng họ của các hoàng hậu rồi hoàng thái hậu. Bản thân nhà Trần có được cơ ngơi của nhà Lý cũng từ việc chính nhà Trần là một thế lực ngoại thích mạnh. Với sự hậu thuẫn tích cực của Trần Thị Dung mà nhà Trần đã dần dần chiếm quyền lực rồi chiếm ngai vàng của họ Lý. Từ thực tế đó, nhà Trần ngay khi thành lập đã tuân thủ chặt chẽ việc phòng hờ ngoại thích bằng cách không kết hôn với những người ngoài họ, hay chính xác hơn là hôn nhân cận huyết. Trần Thủ Độ đã làm gương cho các vua nhà Trần khi kết hôn với Trần Thị Dung là chị họ của mình. Nhưng trước đó Trần Thủ Độ đã dàn xếp để cho cháu trai gọi mình bằng chú họ là Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, kết hôn với Lý Chiêu Hoàng. Cha của Trần Cảnh và mẹ của Lý Chiêu Hoàng là anh em ruột. Sử sách thống kê rằng nhà Trần có khoảng 35 cuộc kết hôn nội tộc. Tuy nhiên, về sau, việc này cũng thưa dần. Những trường hợp kết hôn nội tộc cũng ngày càng xa hơn về họ hàng. Từ khi Trần Nghệ Tông trọng dụng Hồ Quý Ly là một ngoại thích, lập tức nhà Trần cũng gặp họa ngoại thích và cuối cùng mất về tay ngoại thích. Hôn nhân cận huyết nhưng con cháu vẫn thông minh. Năm 1237, vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh cưới người em họ Thuận Thiên công chúa Lý Oanh. Trần Thừa, cha của Trần Cảnh, và Trần Thị Dung, mẹ của Lý Oanh. Sau 3 năm làm hoàng hậu của Trần Thái Tông thì Lý Oanh sinh ra Trần Hoảng, tức Trần Thánh Tông. Sử sách ghi chép lại, Trần Thánh Tông là một minh quân yêu nước, thương dân. Chính ông là người đã lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ 2 và thứ 3. Trong quyển Thánh Đăng Ngữ Lục có diễn tả về ông rằng Thánh Tông bản chất hiền tài, toát ra ngoài sáng ngời, xử sự dứt khoát. Trần Thánh Tông và Hoàng hậu Lý Oanh còn sinh ra Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, một danh tướng văn võ song toàn, làm quan đứng đầu ba triều đại nhà Trần. Năm 1258, Trần Thánh Tông lên ngôi đã lập chị họ Trần Thiều làm hoàng hậu. Trần Thiều là con ruột của An Sinh Vương Trần Liễu, mà Trần Liễu là anh trai của Trần Thái Tông, cha của Trần Thánh Tông. Năm 1257, Hoàng hậu Trần Thiều sinh cho Trần Thánh Tông Hoàng Nam là Trần Khâm, sau này là vua Trần Nhân Tông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có viết, Trần Khâm từ khi sinh ra đã được tinh anh thánh nhân, thuần túy đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng, nên vua cha và ông nội đã gọi là Kim Tiên Đồng Tử. Năm 1274, Trần Nhân Tông lập em họ làm Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng hậu. Bảo Thánh là con của Trần Quốc Tuấn, mà Trần Quốc Tuấn chính là anh của mẹ Trần Nhân Tông. Năm 1276, Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng hậu sinh cho Trần Nhân Tông Hoàng Nam Trần Thuyên, sau này là vua Trần Anh Tông. Đây cũng là vị minh quân trong sử Việt khi từng cầm quân Bắc tiến vào tận đất nhà Nguyên, Nam Trinh Bình Định Chiêm Thành. Năm 1292, Trần Anh Tông lấy Văn Đức Phu Nhân, là con Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng, cháu nội Hưng Đạo Vương. Sau Trần Anh Tông, còn lấy Bảo Từ Thuận Thánh Hoàng hậu cũng là con của Hưng Nhượng Vương. Con của Anh Tông là Trần Mạnh, tức Trần Minh Tông, lấy Huy Thánh, tức Hiến Từ Tuyên Thánh Hoàng hậu. Con gái lớn Huệ Vũ Vương Trần Quốc Trần, mà Trần Quốc Trần lại là em vua Anh Tông. Huy Thánh sinh cho Trần Minh Tông con trai Trần Hạo, tức Trần Dụ Tông. Năm 1349, Dụ Tông con Minh Tông lấy con gái thứ tư Huệ Túc Công Trần Đại Niên là Huy Tử Nghi Thánh. Mãi 11 năm sau thì Trần Đại Niên mới được phong tước vương. Từ việc phong tước này thì có thể thấy Trần Đại Niên tuy có cùng họ Trần nhưng ở nhánh khá xa so với dòng đang giữ ngai vàng. Trong số 11 vua nhà Trần, từ Trần Thái Tông đến Trần Thuận Tông, gồm cả Dương Nhật Lễ nhưng không tính Trần Thiếu Đế quá nhỏ, thì chỉ có hai vua có hoàng hậu là người ngoại tộc. Người thứ nhất là Trần Duệ Tông Trần Kính, lấy ra từ hoàng hậu họ Lê. Người thứ hai là Trần Thuận Tông, lấy Khâm Thánh Hoàng hậu. Cả gia từ Hoàng hậu và Khâm Thánh Hoàng hậu cùng một gốc và là điềm báo cho việc nhà Trần mất bởi ngoại thích. Lý giải vì sao hôn nhân cận huyết, con cháu vẫn thông minh. Trên thế giới hiện nay, có nhiều quốc gia đã công nhận quyền kết hôn giữa anh em họ.
Tuy nhiên, việc anh em họ kết hôn vẫn có thể tạo ra nguy hiểm cho hậu duệ, bởi họ có chung 12,5% DNA, nên tỷ lệ gen lặn xuất hiện ở các thế hệ sau cao hơn, dẫn đến các khả năng gây biến chứng cao hơn so với sản phẩm hai người xa lạ kết hợp. Theo thống kê hiện giờ, các cặp vợ chồng bình thường thì độ rủi ro cho thai nhi là khoảng 3%, còn với cặp vợ chồng là anh em họ thì độ rủi ro nhỉnh hơn là 3,5-4,5%. Tỷ lệ này tương đương với việc một phụ nữ trên 40 tuổi sinh con và thấp hơn tỷ lệ từ phụ nữ hút thuốc sinh con. Như vậy, xác suất an toàn của hôn nhân cận huyết vẫn khá cao, nên việc các vua nhà Trần kết hôn với chị em họ và sinh ra những người con thông minh, những vị minh quân cũng là điều dễ hiểu. Công tội Trần Thủ Độ trong việc duy trì hôn nhân cận huyết. Trần Thủ Độ nắm quyền hành nhà Lý và là linh hồn của chính quyền nhà Trần cho đến khi ông mất vào năm 1264, tức trên 40 năm điều hành đất nước. Đánh giá về Trần Thủ Độ, các sử gia Nho giáo đã không tiếc lời chỉ trích. Như việc Thủ Độ đề ra chính sách hôn nhân nội tộc, Ngô Thời Sĩ trong Đại Việt Tiêu Án đã thốt lên: "Con nhà trai lưới, chả biết lễ nghĩa là gì, tập tục loạn luân như thế." Sử gia Phan Phu Tiên thì nhận định: "Tam cương ngũ thường, đó là luân lý trọng đại của loài người. Thái Tông là vua sáng nghiệp, đáng nên lập ra phép tốt để cho đời sau theo. Thế mà lại nghe mưu gian tà của Thủ Độ, cướp vợ anh làm vợ mình. Như thế chả phải tự mình làm trái luân thường để mở đầu cái mối dâm loạn đấy ư?" Sử gia Trần Trọng Kim thì cho rằng: "Làm loạn nhân luân như thế thì từ thượng cổ mới có một." Còn việc Trần Thủ Độ dùng hôn nhân cướp ngôi nhà Lý thì các sử gia Nho giáo cũng phê phán nặng nề. Chẳng hạn như các sử gia nhà Nguyễn đã phê trong bộ Việt Sử Thông Giám Cương Mục rằng: "Huống chi làm những nết xấu như chó lợn, dạ độc như hùm beo, dựng nước mà như thế thì làm thế nào mà lâu dài được? Thực là việc lạ, suốt nghìn xưa chưa hề có." Thế nhưng ngoài việc này ra, nếu nhìn vào giai đoạn sau khi cướp ngôi nhà Lý, thì Trần Thủ Độ lại là người có công lớn, không chỉ với nhà Trần mà còn với cả non sông. Như đã nói, ông nắm quyền lèo lái triều đình nhà Trần đến khi mất vào năm 1264. Trong giai đoạn đó, một loạt công việc từ kinh tế, chính trị, quốc phòng đã được thực hiện. Phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, kể từ thời Cao Tông nhà Lý, triều đình bắt đầu lâm cảnh suy vi. Vua mãi ăn chơi bỏ bê chính sự, loạn lạc khắp nơi nổi lên, kinh tế suy sụp. Sau khi nhà Trần được lập, vua Trần Thái Tông chỉ là cậu bé chưa đầy 10 tuổi. Chính Trần Thủ Độ đã ngược xuôi dẹp nội loạn, đưa đất nước từ loạn đến trị. Ông cũng đã lèo lái hệ thống chính quyền khôi phục kinh tế, định lại thuế khóa, xây dựng đê điều, mở rộng chế độ tư hữu ruộng đất, xây dựng và củng cố quân đội, chăm lo học hành. Chính vào giai đoạn này, nhà Trần đã mở khoa thi Thái học sinh, tức là tiến sĩ, đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Ngoài việc lập quốc học viện để giảng tứ thư ngũ kinh, Trần Thủ Độ còn cho lập giảng võ đường để luyện tập võ nghệ. Sử gia Trần Trọng Kim là người phê phán gay gắt chuyện Trần Thủ Độ xoán ngôi nhà Lý cũng phải thừa nhận rằng: "Thủ Độ một tay cáng đáng bao nhiêu trọng sự, giúp Thái Tông bình phục được giặc giã trong nước và chỉnh đốn lại mọi việc, làm cho nước Nam ta bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự được với Mông Cổ, khỏi phải làm nô lệ những kẻ hùng cường." Một công lớn nữa của Trần Thủ Độ đó là ông đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất vào năm 1258. Trần Thủ Độ với vai trò là người nắm đại quyền ở triều chính đã xúc tiến việc củng cố quân đội. Khi giặc Nguyên Mông tràn sang, quân đội nước Nam khi ấy có đến 20 vạn người. Đây là một chiến công trong xây dựng quân đội sau giai đoạn trì trệ kéo dài của các vua cuối triều Lý. Trước thế mạnh của giặc, vua tôi nhà Trần phải rút khỏi Thăng Long. Khi ấy không phải không có đại thần toàn đầu hàng. Sử cũ chép rằng, vua Thái Tông ngự thuyền đến hỏi Thái úy Trần Nhật Hiệu, vị quan này không trả lời mà cầm sao viết xuống hai chữ Nhập Tống. Sau đó, khi Thái Tông đến hỏi Thái sư Trần Thủ Độ thì Thủ Độ trả lời: "Đầu tôi chưa rơi xuống đất thì xin bệ hạ đừng lo." Câu nói này đã cho thấy được tinh thần yêu nước đáng trân trọng của Trần Thủ Độ, vì nếu ông chỉ là người hám quyền hám danh thì đã không có cái chí khí kiên cường đến thế. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhà Hậu Lê còn chép lại nhiều mẩu chuyện về đức độ làm quan của Trần Thủ Độ. Thấy Thủ Độ quyền át cả vua, có kẻ ngầm vào gặp vua Thái Tông mà nói rằng: "Bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền đã át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao?" Thái Tông bèn cho bắt người đó giải đến phủ Thủ Độ. Sau khi nghe chuyện, Thủ Độ đáp: "Quả đúng như lời hắn nói." Xong, đem tiền lụa mà thưởng cho người đó.
Có lần bà Trần Thị Dung xin với thủ độ cho một người được làm câu đương. Thủ độ nhận lời. Khi gặp người ấy, ông bảo: người vì có công chúa xin cho được làm câu đương, không ví như những câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt. Người nọ hoảng hồn khóc lóc van xin mãi mới được tha và không dám xin chức câu đương nữa. Từ đó không ai dám đến thăm thủ độ vì việc riêng. Qua đó ta có thể thấy rằng Trần Thủ Độ rõ ràng là một vị quan gương mẫu xưa nay hiếm, một người vĩ công vì thượng. Sử gia Nguyễn Khắc Thuần trong bộ Việt Sử Giai Thoại đã nhận định: chính quyền nhà Trần là chính quyền của quý tộc họ Trần, chính quyền ấy cho phép con em quý tộc được quyền sống dựa vào uy danh và bổng lộc của cha ông. Song đọc truyện Trần Thủ Độ, ai dám bảo con cháu ông sẽ dựa hơi ông để ức hiếp người đời. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhà Hậu Lê thì nhìn nhận: Thủ Độ tuy không có học vấn nhưng lại tài hơn người, làm quan triều lý được mọi người suy tôn, Thái Tôn lấy được thiên hạ đều nhờ vào mưu sức của ông ta. Thủ Độ tuy làm tể tướng nhưng mọi việc không việc gì không để ý, vì thế đã giúp nên vương nghiệp và giữ được tiếng tốt cho đến lúc mất. Thái Tông có làm bài văn bia ở Sinh Tử để tỏ lòng đặc biệt quý mến ông, thế nhưng cái tội giết vua và thông dâm với hoàng hậu thì khó lẩn tránh với đời sau vậy. Khâm Định Triều Nguyễn cũng cho rằng, những việc giết vua triều trước và thông dâm với vợ vua, việc gì Thủ Độ cũng nhẫn tâm làm cả. Như thế Thủ Độ là bầy tôi có công với triều Trần, mà là người có tội với triều Lý. Sử gia Trần Trọng Kim thì cho rằng, Thủ Độ là một người rất gian ác đối với nhà Lý, nhưng lại là một đại công thần của nhà Trần. Đến đây ta thấy rằng, việc các sử gia khen và chê Trần Thủ Độ tựu chung có hai điểm. Chê ông đã xoán ngôi nhà Lý và còn độc ác tận diệt người họ Lý. Chê vì ông đã bất chấp luân thường để thay đổi gán ghép hôn nhân của người trong gia tộc họ Trần. Khen ông là một người lãnh đạo có tài và hết lòng vì nước. Rõ ràng ta thấy rằng tất cả những việc Trần Thủ Độ làm bên trên là vì dòng tộc họ Trần, vì để củng cố triều Trần. Như vậy đối với dòng tộc họ Trần, ông là người có công. Sau khi dựng nên nhà Trần, Thủ Độ tay nắm đại quyền đã vực dậy đất nước sau giai đoạn suy tàn thời Mạc Lý, để làm tiền đề cho nước Việt đủ sức đương đầu và ba lần đánh lui quân xâm lược Nguyên Mông, một đội quân chinh phạt mà trước đó đã làm cỏ khắp Á Âu. Như vậy, đối với non sông, Thủ Độ cũng lập đại công. Một điểm cần lưu ý nữa, chúng ta không thể không công nhận vai trò của Trần Thủ Độ đối với Trần Quốc Tuấn. Nên nhớ rằng, Trần Thủ Độ nắm đại quyền đến năm 1264 và trong cuộc xâm lược thứ nhất của quân Nguyên Mông vào năm 1258, Trần Quốc Tuấn cũng đã có tham gia dưới sự chỉ huy của Trần Thủ Độ. Và khi ấy, Trần Quốc Tuấn chỉ mới 30 tuổi, còn Trần Thủ Độ đã 64 tuổi. Hơn nữa, Trần Thủ Độ lại là chú họ của Trần Quốc Tuấn. Không thể nói rằng cái tinh thần vì sự đoàn kết họ tộc nhà Trần và vì nước vì dân của Trần Hưng Đạo sau này không có ảnh hưởng của Trần Thủ Độ. Có thể nói, dù Trần Thủ Độ đã tính toán rất kỹ để tránh họa ngoại thích khi lập ra truyền thống để các vua lấy người cùng họ. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, vì dòng chảy lịch sử đã tạo ra kẽ hở để Hồ Quý Ly là ngoại thích từ những dòng nhánh không thể ngờ tới nhảy vào. Nếu phải tìm người trách trong việc tạo ra kẽ hở cho Quý Ly, thì có lẽ là Trần Nghệ Tông, vì khi còn cầm quyền, ông không chỉ hai lần để người nhà Quý Ly làm chủ chính cung, thời Duệ Tông và Thuận Tông, mà còn để Quý Ly che mắt lừa dối hết lần này đến lần khác.